Thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, mọi việc đâu nó vào đấy hết. Từ việc âm cho đến việc dương, từ việc hoằng dương Phật Pháp cho đến những cái công việc nhỏ nhất ở trong chùa, mọi cái nó đều có cái trình tự cứ thế mà tiến. Vì sao? Vì cái khu đất mà nó thanh tịnh thì nó sẽ tốt đẹp thôi. Và đặc biệt nữa là trong kinh nói là ở đâu mà có người đọc tụng bộ kinh này thì có thiên long hộ pháp, ngày đêm thường ủng hộ cho. Và đặc biệt là một cái vị thần mà có thần lực bậc nhất là cai quản ở thế gian này, ở quái đất này, đó là Kiên Lao Địa Thần. Ông ấy phát nguyện với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại cung Trời Đao Lợi là ở đâu có người thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì ông sẽ dùng hết thần lực để ngày đêm hộ vệ cho người đó. Rồi á, tí nữa chúng ta còn thấy Đức Phật còn khẳng định là không chỉ có ông Kiên Lao Địa Thần mà còn có Thiên Long Bát Bộ, Thiên Đế Thích Kiều Thiên Ca và vua của các quái trời cũng ủng hộ người thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Rồi mười phương chư Phật cũng gì cũng phóng quang minh hộ trì cho người tụng bộ kinh này. Thế có Phật tử hôm Tết đến hỏi chúng tôi rằng: bạch thầy, ra Tết năm nay thì con phải tụng kinh gì? Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng theo quý thầy 3 năm rồi, nhưng mà có người bảo là ra Tết mà tụng kinh Địa Tạng thì xui xẻo lắm. Thế kinh Địa Tạng là chỉ dành cho cầu siêu, vậy ra Tết mà đã tụng kinh Địa Tạng rồi thì sợ là năm nay là xui xẻo, là thì suốt ngày có người chết thì chết. Và chúng ta có một cái hiểu lầm như vậy. Thậm chí có nhiều vị sư còn nói là tụng kinh Địa Tạng là dành cho gì? Dành cho người chết. Sư mà còn là xuất gia tu hành rồi mà còn bảo rằng kinh Địa Tạng là kinh dành cho người chết. Kinh chỉ bao giờ có người chết mới đọc tụng. Một cái hiểu rất là thiển cận. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy Đức Phật nói có phải kinh Địa Tạng là chỉ dành cho người chết đâu. Đức Phật nói là trong kinh này ai đọc tụng bộ kinh này, nếu mà nhất tâm mà đọc tụng thì chỉ cần một biến thôi, hết một bộ đó, người đó đây 100 lần sinh lên quái trời Đau Lợi. Nếu tội không diệt, phúc không sinh thì làm sao mà sinh được lên quái trời Đau Lợi? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta thấy là người đọc tụng bộ kinh này nếu mà phát bồ đề tâm cầu nguyện thành Phật, cầu nguyện được sinh về các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật thì đều được như nguyện. Vì sao? Vì Địa Tạng Bồ Tát ngài đã phát tâm từ hằng hà sa số về trước. Hằng hà sa số các đức Phật ở khắp mười phương thế giới bây giờ đều là học trò của ngài, từng là học trò với Bồ Tát Địa Tạng mà phát tâm mà tu hành thành Phật. Có nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng là một vị thì hiện là Bồ Tát vậy thôi, nhưng cái công đức và nguyện lực của ngài không khác gì hằng hà sa các đức Phật ở mười phương. Cho nên trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng ta có dùng gì? Dùng những lời lẽ hay ho khéo léo mà giảng nói cũng như là tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng thì hết kiếp này đến kiếp khác cũng không thể hết được. Đó. Nếu Bồ Tát Địa Tạng không phải là một vị Bồ Tát đặc biệt thủ thắng như vậy thì làm gì Thích Ca Mâu Ni Phật lại tán dương khen ngợi, dành những cái lời khen ngợi bậc nhất như vậy để dành cho một vị Bồ Tát ở thế giới này. Mà không chỉ thế giới này mà còn khắp mười phương thế giới. Nhưng đặc biệt là trong kinh nói là ngài có nhân duyên rất lớn với thế giới Sa Bà chúng ta, cũng như là tất cả các thế giới có chúng sinh khổ. Vì ngài chỉ phát nguyện là những nơi nào có chúng sinh khổ thì ngài đến đó để cứu độ, dẫn dắt, dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo khiến cho họ biết phát bồ đề tâm, từ chỗ không tin nhân quả thì dần dần sẽ tin nhân quả, từ chỗ là không tin tội phúc dần dần sẽ tin được tội phúc, từ chỗ là báng phá tam bảo dần dần không báng nữa, rồi không chỉ không báng nữa mà còn gì? Còn tin vào tam bảo, có một cái năng lực thủ thắng như vậy. Qua cái việc hoằng pháp và truyền bá bộ kinh này, chúng tôi thấy có một số người quả thật là trước đây họ không có một chút niềm tin nào vào tam bảo và vấn đề tâm linh và vấn đề nhân quả. Thậm chí đến gia tiên
ông bà ông vải của họ trên ban thờ họ còn chẳng thắp được nén hương, mà kệ vợ con làm là thì làm. Nhất là mấy bác con trai, kệ vợ con làm nào làm, vợ nghĩ là chết là hết, có gì mà phải cầu cúng, có gì mà phải lễ bái. Nhưng cái khi mà cái nhân duyên đến, họ đến với pháp hội chúng ta, hoặc là dự trung phong tam thể niệm, hoặc là dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng này, tự nhiên dần dần về là cái tâm kiêu căng ngã mạn ương bướng của họ trước đây nó cứ thế là nó bay dần đi, nó bay dần hết lúc nào không biết. Mà từ cái chỗ là không tin lại thường thấy lui tới chùa hơn. Lúc đầu là ngại cứ đưa vợ đến chùa, gọi là đèo xem hãy đưa vợ đến chùa tí, lăng quăng tí xong rồi về. Nhưng thực tế là trong lòng cũng thấy thích thích rồi. Rồi dần dần lại suy nghĩ nghiên cứu xem tại làm sao cái ngôi chùa làm sao mà có đông người đến thế, già trẻ gái trai, thậm chí là những lớp thanh niên sinh viên đến chùa cũng rất đông. Vì sao? Ngày xưa mình cứ nghĩ là chùa chỉ dành cho là mấy cụ già đi chùa, 60-70 tuổi mới đến chùa, gọi là trẻ vui nhà, già vui chùa thôi mà có gì đâu. Mấy ông sư thì thất tình lục dục mới đến chùa đó mà. Đã. Họ nghĩ như thế. Ở xã hội họ ruồng bỏ rồi mới đến chùa gọi quét lá đa, ăn mày một ngày 3 bữa cơm chay thôi mà có gì đâu. Sư là thế thôi, sư chẳng có cái gì cả. Nhất là ngày xưa mà các bác lại đi bộ đội nữa, được học về các trường chính trị nữa thì càng chết luôn. Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân thì chết toi luôn. Có không? Ngày xưa có cái đó. Ngày xưa chúng tôi đi học, có chính các bác ở Ban Tuyên giáo Trung ương đến dạy và ở trường, ở học viện chúng tôi cũng có nói cái câu đó. Ngày xưa quan điểm nó khác, thường là như vậy. Tư tưởng mà cái này được trích ở trong cái tư tưởng của Marx, của Lenin hẳn hoi. Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân, mà liều thuốc phiện thì chết rồi còn gì nữa. Cho nên một thời chúng ta biết là cũng khó khăn hoạt động, nhưng mà sau này thì Đảng Nhà nước có cái nhìn nghiên cứu sâu và áp dụng thực tế vào cái bối cảnh thực sự của Việt Nam chúng ta thấy đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Đảng lãnh đạo nhưng mà không thể không hòa hợp các tổ chức tôn giáo hay là các đồng bào dân tộc mà có thể xây dựng đất nước được vững mạnh và phú cường được. Muốn đất nước vững mạnh phú cường thì cái điều đầu tiên là phải hòa hợp dân tộc. Mà dân tộc Việt Nam của chúng ta biết là có rất nhiều tôn giáo, mà đặc biệt là mấy tôn giáo lớn như là Thiên Chúa giáo, Cao Đài Hòa Hảo, Phật giáo vân vân đó, các tôn giáo lớn ở Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt nữa cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của Việt Nam chúng ta không thể bỏ được. Vì vậy mà cái sự nghiên cứu sâu sắc và áp dụng thực tiễn vào đời sống xã hội Việt Nam chúng ta thấy Bộ Chính trị là cái cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Nhà nước chúng ta đã ra cái quyết định, đã ra cái nghị định, là cái nghị quyết là nói rằng tôn giáo là một bộ phận không thể thiếu đối với dân tộc của chúng ta. Rồi nữa còn khẳng định là trong nghị định tôn giáo của chính phủ chúng ta còn khẳng định là tôn trọng tất cả những cái từ điều tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của người dân đối với các tôn giáo. Ngày xưa thì là một đảng viên thì không được đi chùa, không được đi cúng đi bái ở chùa. Nhưng bây giờ một đảng viên cũng có thể đến chùa, cũng có thể làm lễ như tất cả những Phật tử, những tín đồ, những người dân khác. Đảng viên cũng có thể đến đình, đến đền, đến miếu, đến mạo để thắp hương cho các vị anh hùng dân tộc. Đảng viên cũng có thể đến thăm nhà thờ và theo các nghi lễ của tôn giáo của họ khi chúng ta giao tiếp, gọi là quan hệ ngoại giao bình thường. Chính vì cái
nghị định của chính phủ này tôn trọng tất cả cái sự tự do tín ngưỡng của mọi công dân, mọi tầng lớp trong xã hội. Ai tin hay không tin đó là quyền của họ, cho dù người đó là tổng bí thư hay người đó là thủ tướng, vân vân. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái do cái sự nghiên cứu chuẩn mực và áp dụng thực tế thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta mới được là tự do học đạo và hành đạo hoằng pháp như thế này. Chúng ta phải cảm ơn cái chính sách đúng đắn của Đảng, của Nhà nước đó, để chúng ta, những người có cái niềm tin tôn giáo như chúng ta bây giờ mới tự do tu tập và hoạt động như bây giờ. Thấy rất là mừng trong cái thời thái bình thịnh trị mà được như thế này. Thế cho nên được như vậy mà chúng ta không tranh thủ để mà học mà tu ấy, để cầu một đời giải thoát ấy, để cho gia đình chúng ta được tốt đẹp ấy, thì phí cả một đời. Vì vậy mà cái vấn đề mà chúng tôi nói là thọ trì đọc tụng bộ kinh này, nó làm cho cái đất cát khu ở của chúng ta nó yên, cũng giống như là cái chính sách của Đảng, của Nhà nước đối với sự bồi thường di rời mà chuyển nhà chúng ta đi nơi khác tốt đẹp hơn để làm cái việc tốt hơn ấy, cho tất cả hai bên. Đó, một cái nữa là cái thứ bốn ở đây nói là người đọc tụng bộ kinh này khi còn sống thì hiện đời thì được yên vui. Nếu thực sự mà chúng ta phát tâm đọc tụng bộ kinh này thật sự thì sẽ được yên vui thật. Tự tâm chúng ta thấy an. Hôm qua có một Phật tử ở bên Việt Trì Phú Thọ đến nói với tôi là cụ hơn 80 tuổi rồi. Chỉ cầu làm sao đó để cho Phật Bồ Tát gia trì cho là được bình an, tâm thì không bị buồn phiền, không bị bức não, thân thì bớt bệnh đi. Tất nhiên thì bớt bệnh thôi, chứ bây giờ tuổi già hơn 80 rồi. Trong cảnh sách Ngài Quy Sơn có dạy là gì? Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt. Tuổi già mà. Trong cái bài tuyên cảnh sách như thế. Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đó. Tuổi già là nó phải thế. Quy luật của nó phải như thế. Cái sự vận chuyển của thế gian nó như vậy, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, không thể tránh được. Chúng ta không muốn nó vẫn cứ đến. Nhưng điều quan trọng người học Phật ấy, thì nó đến, nó chỉ đến với tấm thân thôi, còn tâm chúng ta không khổ vì nó. Chúng ta biết giác ngộ được cái điều đó, cái quy luật biến dịch sinh lão bệnh tử đó, nó chỉ đến được với thân chúng ta nếu chúng ta là người học Phật chân chính, hành đạo một cách chân chính và chúng ta hiểu Phật pháp một cách đúng đắn. Thì cho dù ốm đau bệnh tật nằm trên giường bệnh, nhưng cái tấm thân nó nằm đó thôi, tâm chúng ta vẫn chú tâm một câu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì thân nó có nằm liệt giường liệt chiếu đi chăng nữa, nhưng tâm của chúng ta vẫn được giải thoát, tự do tự tại. Vì Đức Phật nói là có thân là có cái khổ về già, cái bệnh và chết rồi. Có thân đã sinh ra là có khổ về sinh già bệnh chết. Nhưng chúng ta giác ngộ được thì mặc kệ nó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đã hiểu được cái lý vô thường đó, chúng ta nhất tâm niệm Phật. Tôi bảo hôm qua, tôi bảo cụ ấy hỏi rằng thế vậy bây giờ trong Phật pháp có cái gì, thầy có cái gì để làm cho con được an vui không? Bảo có. Thì bảo thầy mách cho con với bảo đấy, về bây giờ mắt còn sáng thì tụng kinh Địa Tạng đi. Cái thứ nhất là để cho tiêu nghiệp, cái thứ hai là để tăng trưởng công đức, tăng trưởng tri thức, tăng trưởng trí tuệ. Nếu mà mắt mà không sáng, lưng đau, chân đau, không ngồi được lâu nữa thì thỉnh một cái đài nhỏ nhỏ về, có đâu hơn 100.000 thôi, có cái thẻ nhớ, không sang đây thường xuyên được thì nhờ các sư, nhờ các bác ở phòng thông tin có cái những cái bài giảng
hình như 75, 76 bài giảng về kinh Địa Tạng của chúng tôi rồi. Và nếu muốn nghe thêm giảng kinh Địa Tạng đã có giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không vào đó nữa, các vị nghe. Khi nghe chỉ nghe một bộ thôi, đừng có nghe nhiều. Mà đừng có nghe nhiều thầy giảng trong cùng một thời gian, tâm chúng ta sẽ loạn, gọi là đá loạn lại càng loạn thêm. Kinh nghiệm của chúng tôi á là không nên nghe 2-3 thầy giảng sư giảng cùng một lúc, không vào. Và Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng nói rồi, ngài cũng nói rằng không nên nghe 2 thầy giảng cùng một thời gian, chứ đừng nói là 3-4 thầy nữa. Cho nên trong cái đài của các cụ tôi khuyên là gì, chỉ nghe, chỉ cóp một người giảng thôi. Bao giờ nghe xong cái bộ đó các vị muốn nghe vị nào khác mới cóp vào mới nghe. Nếu vì trong cái đài của chúng ta mà có nhiều người giảng, nhiều thầy giảng, nhiều bài giảng á, các quý vị đang nghe cái này thì tự nhiên là bật sang cái kia, nghe người kia với người này, thì cái Phật pháp là vô lượng vô biên. Trình độ và cách diễn giảng của các vị pháp sư, các vị giảng sư nó cũng gì, nó khác nhau. Cho nên chúng ta đang nghe vị này giảng, vị này thì đang tán dương khen ngợi của kinh Địa Tạng, vị kia giảng về kinh Vô Lượng Thọ lại tán dương khen ngợi về kinh Vô Lượng Thọ, vị kia giảng về Pháp Hoa lại tán dương khen ngợi về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế là chúng ta rối mù lên, chả biết bộ kinh nào là hơn, chả biết bộ kinh nào là tốt. Rồi chúng ta sinh ra là gì? Thôi, đã vậy thì mấy ngày tụng bộ kinh này, mấy ngày tụng bộ kinh kia, và cuối cùng là chả đi đến đâu cả. Giống như cái đích ở là gì? Chúng ta đích đến của chúng ta là Hà Nội, là thủ đô Hà Nội. Chúng ta từ sân Tây chúng ta đi, đi theo đường 32, đi được vài cây số. Rồi có người bảo ấy, đường đấy bé, đi đường Đại Lộ Thăng Long to hơn, thoáng hơn. Chúng ta lại quay lại đi lại đường Đại Lộ Thăng Long. Đi đường Đại Lộ Thăng Long có người bảo rằng ô hôm nay công an nó chặt chốt, nó bắn tốc độ ở trên đường Đại Lộ Thăng Long, thì là thôi bỏ tránh công an, thôi lại quay lại đường 32 để đi. Đi xuống đường 32 đến đi vài cây số, nó bảo hôm nay có vụ tai nạn giao thông ở trên đường 32 đó thì lại tắc đường lắm, lại quay lại đi đường Đại Lộ Thăng Long. Và như vậy cứ quay quẩn như vậy cả ngày, có đến được đích không? Không đến được đích. Đó, cho nên việc học Phật điều quan trọng, Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói với chúng ta là gì? Học bộ kinh nào học cho dứt điểm, nghe học theo vị pháp sư nào nghe cho chín đi đã. Bao giờ mà chúng ta thấy cái đối với cái lời giảng của vị pháp sư đó chúng ta học hết rồi, chúng ta nắm được gọn những cái tinh hoa cốt tủy cốt yếu của cái vị pháp sư đó dạy rồi, thì chúng ta mới chuyển đề mục, chuyển nghe người khác giảng, như vậy mới thành tựu. Chúng tôi xuất phát từ là một học sinh được đào tạo chính quy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ trung cấp, sơ cấp, trung cấp cho lên học viện. Cho nên bây giờ chúng tôi mới thấy rằng á, cái cách dạy bây giờ á, thì gần như là không có nhân tài xuất hiện. Mà chỉ chung chung bình bình nó dạy, gọi là dạy cứ dàn trải. Ví dụ cả một cái quyển kinh Địa Tạng như thế này, dày như thế này, các vị biết là cho bao nhiêu tiết không? Khoảng 45 tiết học đến 60 tiết học. 45 tiết học đến 60 tiết học lên là gì? Nói giảng đại cương mà gặp vào cái vị giảng sư nào mà lên nói linh tinh vài buổi thế là hết. Học sinh mở tịt chẳng biết cái gì. Đến khi làm bài thi thì lôi kinh ra để mà coi cóp, vào mạng xem bài người ta làm xong rồi cóp ra làm bài, cũng điểm 9, điểm 10 bảo ngon lành, tưởng ngon. Nhưng bảo lên giảng cho Phật tử nghe, lên ngồi từ đầu đến cuối, giảng cho 20-30 Phật tử thôi, được khoảng vài ngày họ chạy hết. Có rồi đấy. Có một vị bạn cùng học với tôi lên tuyên bố là xây dựng một đạo tràng tịnh độ. Và vị này hứa với các quý thầy cùng học với chúng tôi là tôi hứa là tôi sẽ duy trì và tôi sẽ làm tốt cái này. Các vị biết không, lúc đầu là được 300 người đi nghe giảng, xong dần dần đến tháng thứ 2, thứ 3 thì còn khoảng 100, hơn 100. Đến tháng thứ 4, thứ 5 các vị còn biết bao nhiêu không? Có 12 người đi nghe giảng. Thế là chán hay là thôi bỏ. Đó, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta hiểu bằng học ở trên lớp nó hoàn toàn khác với thực hành ở trong cuộc sống này. Làm sao đó mà cái người nghe họ phải cảm nhận được. Và thực tế chúng ta thấy là gì? Họ cầu nguyện ở thế gian này, họ cầu nguyện nữa, cảm nhận rồi họ còn cầu nguyện nữa.
họ cầu nguyện, ví dụ họ đến họ cầu nguyện cho gia đình họ đang gặp chuyện này chuyện khác, tăng gia bối rối, gia sự rối ren, như trong kinh Địa Tạng nói. Khi hướng dẫn cho họ, họ đọc tụng, họ giải quyết được việc tăng gia bối rối, gia sự rối ren của họ đó, họ có niềm tin vào Phật ngay, không cần phải nói nhiều, không cần phải nói nhiều. Và cho nên đây cũng là một cái rất quan trọng. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không ấy, chúng ta thấy là ngày xưa Ngài theo học 10 năm trời chỉ theo học có với một người thầy, 10 năm chỉ học với một người thầy đó. 10 năm trời chỉ học một người thầy, đó là Ngài Lý Bình Nam, không học thêm thầy nào khác. Thầy dạy gì thì Ngài Tịnh Không học như thế, không học thêm vị khác, mà không nghe pháp thêm một vị khác. Và chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Ngài là người có công là khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Và tất cả các đệ tử của Ngài đó, khi đi vào thiền viện nhập chúng không bao giờ được đọc kinh sách gì ngoài thầy quản chúng cho đọc. Kể cả vị đó đi tu đến 5 năm, 10 năm rồi mà chưa thực sự mà tu tập tốt đó, không có chuyện tự ý đọc các kinh sách của pháp môn khác. Chỉ có đọc những kinh sách gì mà Hòa Thượng Viện Chủ cho phép và thầy quản chúng cho phép. Và cũng chỉ được nghe giảng duy nhất là về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thôi. Chính vì thế cho nên 20-30 năm nay Hòa Thượng đào tạo ra một lớp các vị thượng tọa, các vị Hòa Thượng rất nổi tiếng, như là Hòa Thượng Nhật Quang, rồi các thượng tọa như thượng tọa Thông Phương ở Trúc Lâm Yên Tử, rồi thượng tọa ở bên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, rồi Đại Đức Tâm Thuần ở dưới Thiền viện Sùng Phúc, vân vân. Đó, các thầy có đi học trường lớp đâu, không đi học trường lớp, chỉ học với một người thầy duy nhất, đó là Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Nhưng mà các thầy muốn được như vậy, các thầy phải mất 20 năm, thậm chí có thầy đến gì, đến 40 năm. Nhưng Hòa Thượng Nhật Quang á, là đệ tử lớn của một trong đệ tử lớn của cụ Thanh Từ, là phải học đến 40 năm, hơn 40 năm. Các vị thấy không? Học như thế, khi mà thành tài á, thì cái sự sâu sắc của các quý ngài á, dạy dỗ đúng theo cái phương pháp mà các tổ ngày xưa dạy. Chúng ta biết Đức Pháp Chủ ngày xưa, bây giờ ngài giỏi như thế, là chúng ta biết ngày xưa ngài học như thế nào. Ngài không có qua trường lớp đâu, mà ngày xưa ngài bảo đi học một bộ sa di, học tức là học một bộ sách về sa di á, về 10 giới của sa di á, và 24 oai nghi của sa di, của người xuất gia á. Các vị biết bao nhiêu năm không? Ngày xưa cụ là hiệu trưởng của chúng tôi, cụ nói là các bác bây giờ học ở xước, chúng tôi ngày xưa học một bộ sa di này chúng tôi phải mất ít nhất là 3 năm cho đến 5 năm đến 7 năm mới học xong. Thế chúng tôi hỏi Bạch Hòa Thượng vì sao ngày xưa học lâu thế, các Hòa Thượng học kỹ thế, và không phải là học lâu, không phải là học kỹ, mà ngày xưa chúng tôi là phải vừa học vừa làm công quả. Mỗi một tuần chỉ được học khoảng 1 hoặc 2 buổi thôi, và phải đi gì, đi làm công quả. Đến giờ đi cuốc thì phải vác cuốc ra ruộng mà cuốc, đi cày thì phải cày lấy để mà ăn đó. Và đặc biệt nữa là mọi việc ở trong chùa, từ thượng tam bảo cho đến hạ nhà bếp, trong chữ Hán cổ ngày xưa gọi là thượng tam bảo hạ chủ táo đó, tức là trên thì tam bảo thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Nhà bếp á, thì từ cái chỗ nấu nướng dọn dẹp thì bếp núc lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Thị giả hầu thầy cho từ những cái việc nhỏ nhất, đó là dậy sáng. Sư phụ dậy sáng, ngày xưa chúng tôi còn làm tiểu cũng thế. Sư phụ dậy sáng mùa đông, lấy cái nước rửa tay, rửa mặt cho sư phụ á, là phải để sẵn ngay ở trước cửa phòng. Ngày xưa thì không có, chưa có máy nóng lạnh, là phải đun một phích nước sôi, dậy từ rất sớm. Sư phụ 4 giờ dậy thì mình phải dậy từ 3 giờ, đun một phích nước sôi để lên đó, để sẵn lên đó. Thậm chí là cái thuốc đánh răng á, ngày xưa chúng tôi hầu thầy
mấy năm cái thuốc đánh răng á, xong giấy để sang để ngang cái cốc còn để lên cho cả thuốc đánh răng sẵn vào đấy rồi. Mà làm thế nào đó để cho sư phụ mình ấy dạy là gì? Chỉ cái việc mà khỏi phải thì khỏi phải hoạt động ít nhất. Thế mà các cụ á, Đức Pháp Chủ nói là các bác bây giờ còn sướng chán. Ngày xưa chúng tôi á, ăn thì ăn đói, thậm chí là chùa có đấy, nhưng các cụ, các tổ không cho ăn, ăn no đâu. Các cụ bảo là ăn no quá thì nói gì? Nó ngủ nhiều. Mà thực tế như vậy, cứ ăn no vào chúng ta biết là lười tụng kinh mà. Các cụ có thấy không? Tối, cứ bữa tối, bữa sáng chúng ta tụng kinh rất nhiếp tâm. Vì sao? Vì bụng còn đói. Tụng rất nhiếp tâm. Nhưng buổi tối ăn vào rồi lên tụng, bụng nó cứ ỉ ạch ra đọc, tâm nó cứ tán loạn. Thậm chí là còn ngủ gật lúc nào không biết. Nam mô A Di Đà Phật, tiếng mõ thấy ngừng lúc nào thì tự nhiên thấy ngáy khò khò. À, có không? Có, đến tiểu của tôi còn có, không chỉ là các cụ Phật tử chúng ta. À, tiểu tôi ngày xưa có vị mới lư hương xả nhiệt vào một cái đến Nam mô hương vân cái Bồ Tát, một cái là rơi cả rùi chuông rùi mõ rồi. À, thế hay, bình thường nó không ngủ, lên đây nó lại ngủ giỏi thế. Đấy. Cho nên ngày xưa các cụ học, các cụ mà thành tài xuất sắc, xuất chúng. Bây giờ ngày xưa các cụ phần lớn là đều học theo cái kiểu là học chuyên sâu. Thậm chí một bộ kinh các cụ học 3 năm, 5 năm, 7 năm, thậm chí đến 10 năm mới xong một bộ kinh. Vừa học vừa làm công quả, vừa tu vừa gì, vừa tu tuệ lại phải vừa tu phúc nữa. Học chữ, học nghĩa trong kinh, trong luật, trong luận, tức là tu tuệ. Còn làm công quả, chấp lao, phục dịch, tức là tu phúc. Phúc tuệ phải xong tu mới chịu được, không có là rụng. À. Cho nên các đệ tử có người bảo là thầy ấy, tại lại sao thầy phải vất vả như thế? Thầy bây giờ chùa chiền là như thế này, thầy cứ việc thầy tu là thầy hoằng pháp, tội gì thầy cứ phải xây dựng nhiều làm gì? Thầy cứ phải xây dựng lắm làm gì cho nó mệt ra? Họ nói cũng có đúng. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nếu chúng ta không tu phúc nữa thì một ngày nào đó phúc chúng ta mà thiếu, chỉ có tuệ thôi á, thì không thể giáo hóa chúng sinh được. Cho nên là cần phải có cả phúc và tuệ. Vì vậy Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài dạy chúng tôi, Ngài nói là làm gì thì làm, tu gì thì tu, giữa phúc và tuệ là lúc nào cũng phải phải đầy đủ, không được nặng về một cái vấn đề nào đó. Nếu nặng về tu phúc quá thì anh không có trí tuệ, anh sẽ đi sai đường lạc lối, đi vào đường tà. Nếu mà chỉ có tu tuệ không có tu phúc á, thì anh không độ được chúng sinh, không hòa đồng được và không độ được chúng sinh, thì cái nguyện của anh á không thành tựu. Anh có giải thoát thì cũng chỉ giải thoát một mình anh thôi. Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta mới thấy rằng cái việc học nó rất quan trọng. Học thế nào đó để cho mình có một cái niềm tin kiên cố của Phật Pháp. Học thế nào đó để có một cái trí tuệ, một sự hiểu biết. Mọi người không thể lừa gạt được mình. Thì cái phương học, phương pháp học mà chúng tôi đúc kết lại từ bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường một phần. Và đặc biệt là sau này chúng tôi nghe Pháp, các vị biết một năm nay tôi vẫn nghe Pháp, đừng nói là tôi không nghe Pháp. Một năm nay tôi chỉ chuyên nghe Pháp của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Tôi nghe đi nghe lại và nghe đến hàng trăm lần, hàng trăm lần cái bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Nghe hàng trăm lần chứ không phải nghe một lần. Các vị nghe, có vị đến nói khoe với tôi là bạch thầy, con nghe hai lần bộ Kinh Địa Tạng của thầy rồi. Tôi bảo khen ngợi, bảo tốt, quý hóa. Nhưng so với tôi nghe 100 lần bài pháp của Ngài Ấn Quang Đại Sư, cái bộ Văn Sao của Ấn Quang Đại Sư, đến hàng trăm lần mà tôi thấy là vẫn còn thiếu. Mỗi một lần nghe tôi lại nhận được một cái mới nơi Ấn Quang Đại Sư. Vẫn cái bài pháp đó, nhưng hôm nay nghe tôi hiểu khác, và ngày mai nghe tôi hiểu khác, và ngày kia nghe tôi lại hiểu khác hơn. Đó. Cho nên tôi bây giờ vẫn còn nghe pháp, mặc dù lên giảng cho các quý vị, giảng từ đầu đến cuối, giảng hết ngày này qua ngày khác, không cần phải
Nhìn tài liệu không cần phải nhìn sách vở, tôi vẫn có thể nói được. Nhưng mà tôi vẫn còn phải nghe Pháp. Vì Phật Pháp là như biển lớn. Học được cái này nhưng cái khác chúng ta vẫn chưa thông đâu. Chỉ bao giờ thành Phật thì mới viên mãn. Còn Bồ Tát Đẳng Giác, Bồ Tát Diệu Giác vẫn còn phải học. Nhưng học như thế nào để cho nó vào, học thế nào để tâm chúng ta không tán loạn, thì cái kinh nghiệm của chúng tôi khuyên các quý vị là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng trong một thời gian. Bao giờ chúng ta nghe đủ thì mới chuyển. Đó. Cho nên một năm nay tôi không nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, mà tôi chỉ nghe Ấn Quang Đại Sư Vân Sao thôi. Không phải là tôi không thích Hòa Thượng Tịnh Không, hay là không phải là tôi coi thường Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nhưng mà có nghĩa là tôi khi tôi nghe một ngày thì tôi chỉ nghe một ngày. Và khi tôi nghe thấy bao giờ cái bộ Ấn Quang Văn Sao tôi nghe thấy đủ rồi, tôi cảm thấy là cái kiến thức của mình thu được ở trong cái bộ Văn Sao đó ổn rồi, thì khi đó tôi mới chuyển sang nghe Hòa Thượng Tịnh Không. Thì lúc đó tôi chỉ nghe Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Mà tôi nghe thấy các bác, hôm qua có một bác lên nói rằng tôi có một bác đệ tử, nó chỉ cóp pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà nó cóp hàng nghìn bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Và nó nghe đến nỗi mà nghe nó đơ đơ, mà trong cuộc sống nó chẳng, gần như nó chẳng biết cái gì nữa cả. Hôm rồi tôi ra cụ Vạn Niên, cụ nói với tôi là bác nuôi tiểu, bác dạy nó thế nào. Có cái sân có 200 mét vuông, nó quét đến 3 tiếng đồng hồ chưa xong cái sân. Nó tu như thế thì nó tu kiểu gì? Thế tôi bảo thầy khổ lắm, con nói cũng rất nhiều, nhưng mà nó cứ thế, nó cứ đơ đơ như thế. Nó cứ nghĩ là như thế là tốt, nghe nhiều như thế là tốt. Không, ở trong mỗi giai đoạn, các vị ở mỗi giai đoạn, nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không là tốt, nghe Pháp Ấn Quang Đại Sư là tốt, nghe Pháp bất cứ của thầy nào đều là tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết lựa chúng ta nghe Pháp gì trước. Hòa Thượng Tịnh Không có những bài Pháp ngài giảng rất sâu. Những người thậm chí là học đại học Phật giáo như chúng tôi ra nghe còn phải gì? Còn phải trắng mặt, còn phải lắng lòng để suy tư mãi, còn chưa hiểu được. Không phải đơn giản. Cho nên á, sơ cơ vào đạo, 24 uy nghi bảo đọc còn chưa thuộc, bảo giả 24 uy nghi còn chưa xong, mà nghe những cái bài pháp thâm sâu của Hòa Thượng chết rồi. Phật làm tiểu còn chưa gì, chưa xong mà đã đòi là buông xả để lên làm Hòa Thượng rồi, thì làm sao mà đắc đạo được? Đạo chưa thấy thì đơ đơ đờ con sen đơ, nhìn cái lúc nào cứ ngây, nhìn thì cứ như là Hòa Thượng đắc đạo ấy, nhưng thực tế chọc đến một chút xem không ổn. Đó, cho nên phúc tuệ nó phải là luôn luôn song hành với nhau như thế. Và ở đây khi mà chúng ta học, chúng ta nhất tâm thì phải có cái phương pháp học như vậy. Đó. Tôi bảo với bà cụ hôm qua là về có cái bài pháp nghe giảng kinh Địa Tạng, và cụ một lòng niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đều được cả. Vị nào thích niệm A Di thì niệm A Di, vị nào thích niệm A Di thì niệm A Di. Nhưng đến đạo tràng này thì xin các vị hãy dị khẩu đồng âm, tức là khác miệng nhưng mà cùng một âm thanh, niệm là A Di Đà Phật như chúng tôi ở trong tăng ni ở trong đạo tràng này, theo lời Hòa Thượng Chủ tịch Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, ngài đã chỉ niệm như vậy. Khi chuyên tu nó thấy là rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi đã thực hành rồi, các vị có niềm tin thì cứ thử. Và chúng ta niệm thì chúng ta chuyên tu niệm sâu, niệm nhiều, chúng ta thấy tâm mình nó như thế nào, tự các quý vị cảm nhận. Giống như người uống nước ấy, nóng lạnh tự biết, đói khát tự hay. Giải thích không có được, không thể giải thích bằng ngôn ngữ văn tự ở cái việc này được. Cho nên các vị cứ thử, rồi các vị một thời gian các vị sẽ thấy những điều tâm huyết của Hòa Thượng nói ở trong quyển Hương Sen Vạn Đức. Thế còn khi về nhà thì các vị thích niệm thế nào thì niệm. Điều đó với chúng tôi không nặng nề cái chuyện đó.
Đó, thì tôi bảo vị ấy cứ nhất tâm một lòng trì niệm như vậy, nếu không đọc được thì nghe giảng rồi sẽ an. Thậm chí tâm mà an thì thân gì, bệnh cũng sẽ gì, sẽ trừ. Bệnh cũng sẽ trừ. Cho nên ở đây cho Đức Phật mới nói là người đọc tụng bộ kinh này thì sẽ hiện đời, khi tức là còn sống, ngay hiện đời này cũng sẽ được gì? Sẽ được yên vui. Rồi nữa, điều thứ năm là cầu nguyện việc chi đều được tọa ý cả. Tất nhiên cầu nguyện cái việc mà nó phải phù hợp với nhân quả, với đạo đức, với lối sống lành mạnh ở xã hội á. Còn chúng ta mà cầu nguyện bằng tụng kinh Địa Tạng mà Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ cho con tụng bộ kinh này, con phát nguyện á, dạo này là con đang bí tiền tiêu, mong làm sao để cho con gì, cái ngày báo cho con chơi một, đánh một con xổ số độc đắc. Thế cầu mãi không được thì bảo Phật pháp không linh, bảo thôi xổ số độc đắc nó khó không được thì thôi, thì cho gì con đánh được một con đề, con mang con có 10 triệu con đánh 10 triệu để được 70 triệu. Mà cầu thế chẳng thấy được nữa thì chúng ta bảo đúng là Phật pháp kinh nói không thì không chuẩn. Trong kinh nói là cầu nguyện việc chi đều được tọa ý cả, mà sao để mình cầu đấy đánh trúng một con đề mà không được nữa thì làm gì có cái chuyện cầu nguyện việc chi cũng được tọa ý là thế nào. Cho nên ở đây chúng tôi giảng, chúng tôi phải nói rõ cho các quý vị là cầu nguyện việc gì nó phải phù hợp với chân lý, với đạo đức, với lối sống lành mạnh ở xã hội. Pháp luật không cho phép. Ví dụ như mà chúng ta biết là Phật Bồ Tát các ngài có thần thông, các ngài có tha tâm thông, các ngài có thồng thần túc thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, đặc biệt là các ngài gì? Có túc mệnh thông. Các ngài biết được tất cả những chuyện quá khứ của chúng sinh, thậm chí là gì? Những cái bộ luật ở trong quốc gia đó, cái gì cấm, cái gì khuyến khích, Phật Bồ Tát đều biết mà. Chẳng nhẽ chúng ta gì thấy Phật Bồ Tát thấy mà kẻ làm cái việc tội lỗi và là tụng bộ kinh này để cầu đánh xổ số hay là cầu đánh đề mà trúng á, Phật Bồ Tát mà gia hộ cho họ được cái đó thì có nghĩa là Phật Bồ Tát đi ngược lại với pháp luật của quốc gia đó à, của đất nước đó à, sai với cái chân lý của thế gian à. Phật Bồ Tát xuất hiện ở nơi đời chỉ đem lại lợi ích cho chúng sinh và cho quốc gia dân tộc đó thôi, chứ Phật Bồ Tát không bao giờ đi ngược lại với lợi ích của chúng sinh và quốc gia dân tộc đó. Chúng ta hiểu rõ cái điều đó. Cho nên là chúng tôi mới nói là cầu nguyện việc chi nó phải phù hợp với chân lý, đạo đức và pháp luật của quốc gia đó. Ví dụ chúng ta cầu nguyện mà có đứa con học xong mà nó đi xin việc, nó nộp đơn hết chỗ này chỗ nọ mà không biết vì sao mà nó không nơi nào nhận nó, chúng ta cầu nguyện thôi, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con nó có một cái nơi tiếp nhận nó, để cho nó có công ăn việc làm ổn định, để cho con cũng đỡ lo, các cháu nó đỡ khổ. Cái điều đó có thể được, cầu nguyện điều đó có thể được. Vì sao? Vì nó không ảnh hưởng đến một cá nhân nào, mà thậm chí mình cũng không phải đi mua chuộc, vác tiền đi để mua chuộc bất cứ một ai, khi mà thực sự nó có trình độ, có kiến thức, vân vân, nó làm được việc. Cái đó là được. Hoặc là gia đình chúng ta có người ốm đau bệnh tật lâu ngày, thầy thợ thuốc thang cúng cấp chạy chữa mãi không khỏi, chúng ta phát nguyện đọc tụng bộ kinh này, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu mà mệnh mà còn á, thì nguyện họ sẽ sớm gặp được thầy thuốc chữa trị khỏe mạnh, mau khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết á, thì nguyện cho gì bệnh nhân đó thì sớm được ra đi vãng sinh về cảnh giới an lạc, thậm chí là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vân vân, để cho họ bớt khổ. Vì nằm liệt giường liệt chiếu bao lâu rồi, thậm chí là trên thân thể thối rữa ra rồi, mục nát ra rồi. Trong kinh nói là cầu chết không được, cầu sống chẳng xong á. Trường hợp như thế chúng ta cầu nguyện, chúng ta không phải là tụng kinh này để cầu cho họ chết, mà chúng ta cầu nguyện là Phật Bồ Tát gia trì tiêu trừ nghiệp chướng cho họ, phóng quang minh xoay chiếu vào thân tâm họ, khiến cho oan gia trái chủ của họ buông tha cho họ, giáo hóa cho oan gia trái chủ của họ buông tha họ, thì khi đó
mệnh mà hết thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Cái này chúng tôi gặp rất nhiều những Phật tử, những đạo tràng về phản hồi lại rồi. Có trường hợp nằm liệt giường liệt chiếu 3-4 năm, thậm chí có cả giòi nó đục trên thân thể. Đã từng mời các sư đến để lập đàn tràng, tụng kinh Dược Sư 21 ngày, tụng kinh Phổ Môn 7 ngày, tụng kinh Lương Hoàng Sám Thủy Sám cũng 21 ngày, không khỏi, không chuyển biến một tí nào cả, vẫn nằm lên khừ khừ như vậy. Thế hỏi, gọi điện hỏi cho tôi rằng cái thầy đấy, thầy cùng học với tôi, thầy cứ hay trêu mà thầy hỏi là ông lão, thầy trêu tôi, thầy hỏi ông lão có biết cái phương pháp gì không, làm thế nào để cho tụng kinh để cho ông bác. Tôi bảo thầy phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đi. Tại vì hỏi tôi là tụng kinh Địa Tạng có được không thầy, tôi bảo cứ tụng đi, được hay không còn tùy vào duyên, vào phúc của cái bệnh nhân đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là tùy vào cái sự nhất tâm tụng niệm của các thầy với con cháu trong gia đình như thế nào. Nếu mà sự nhất tâm mà tốt, phúc báo của bệnh nhân đó mà mỏng rồi á thì nó sẽ tiêu nghiệp nhanh thôi. Thế thầy nghe được, thì cứ tụng xem nào. Thế vì nó về vị ấy lập cái đàn, như chúng tôi nói á, tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Có một mình vị đó không thỉnh sư nữa, cùng với con cháu trong nhà 3-4 người, con trai, con gái, con dâu, con rể, 4-5 người với nhau, thế là cùng tụng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, được 3 ngày thì ông cũng không rên nữa. Cái giòi nó ở trong cơ thể nó vẫn cứ tuồn ra, nhưng mà đặc biệt là mùi hôi thối không còn nữa. Ngày thứ 3 mùi hôi thối của bệnh nhân không còn nữa. Đây là một cái điều lạ, thần kỳ. Trước đây con cháu mỗi khi mà mang cơm cho cụ ăn, mang cháo cho cụ ăn và đi đổ cái đồ vệ sinh cho cụ vào, đứa nào cũng phải bịt khẩu trang, không chịu được. Chúng ta biết là cái mùi của người chết ấy mà, nó còn khó chịu hơn là mùi cóc chết. Các vị biết mùi cóc chết chưa? Hả? Mùi chuột chết đã ghê rồi, nhưng mùi cóc chết còn ghê hơn nữa. Nhưng mà mùi cóc chết so với mùi người chết thì mùi người chết còn gấp vài lần nữa, kinh lắm. Vừa hôi, vừa tanh, vừa nồng, vừa khó chịu. Nhưng mà chúng ta biết vì cái hiếu hạnh, phần làm con làm cái không thể bỏ được. Cho dù có hôi hay có bẩn, có thế nữa đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm của chúng ta, nếu như không may trong gia đình chúng ta gặp chuyện đó. Nhưng mà đặc biệt tụng kinh Địa Tạng sang ngày thứ 3, thầy gọi điện cho tôi, thầy bảo ông lão ạ, kinh Địa Tạng quả thật là màu nhiệm thật. Đến ngày thứ 3 tự nhiên cái mùi hôi trên bác nhà con là không còn nữa. Tất nhiên cái thối thì nó vẫn cái thối mà cái giòi từ trong thân thể nó cứ thế nó rơi ra, mỗi ngày nó rơi ra phải được hàng chén đó, nó cứ thế nó bò nó rơi ra. Thì con cháu lại nhặt đi, lại bỏ đi. Trước thì cứ nhặt ra đem cho vào bếp, nhưng tôi bảo không được cho vào bếp. Thế nhặt ra thì mang ra người hố phân để cho vào đó để phóng sinh. Các vị biết không, lòng từ của cho tôi, đến con giòi cũng còn phải phóng sinh cơ mà. Tôi bảo không được giết con giòi đó, phải mang con giòi đó ra thì cho vào trong cái hố phân ấy để phóng sinh cho nó sống. Giòi nó thích ở nơi bẩn, nếu giòi mà mang ra ao ra hồ nước sạch ấy, thì bằng là chúng ta đi bắt nó tự tử đấy. Chúng ta bảo thương con giòi, mang ra nó cái ra giếng mà thả, mang ra hồ nước sạch mà thả thì thôi bắt nó tự tử, đem đi giết nó, tuyên án tử hình nó, chết một cái tự tử vì nó không có gì ăn. Cho nên tôi bảo là phải mang ra bể phốt nhà vệ sinh để mà thả nó. Thế hết ngày thứ 3 thì cái mùi hôi thối của ông ấy hết. Đến ngày thứ 7 thì ông tỉnh lại. Ông nói rằng á, hôm nay đi đây, đến giờ ngọ là đi. Thế đến giờ ngọ mọi người vẫn tụng kinh, thì bắt đầu tụng hết cả bộ kinh vào buổi sáng. Gần 12 giờ một cái thì bây giờ thấy ông vẫn bình thường, vẫn thở, vẫn bình thường. Thế bắt đầu vào chính ngọ, qua ngọ một chút xíu thôi, vài phút thôi, bắt đầu ông nói với gia đình là thôi, tao đi đây, mọi người ở lại mạnh khỏe nha, thì cảm ơn mọi người đã vì tôi tụng kinh niệm Phật. Đi thế là chút hơi thở nhẹ nhàng, không đau, không rên mà cũng không la. Các quý vị thấy, đây là câu chuyện có thật mà các sư
Các sư là những người bạn học của tôi đấy, đọc tụng và làm được những cái điều đó đấy. Đấy cho nên ở trong kinh chúng ta mới thấy rằng nếu mà chúng ta cứ cầu nguyện cho họ, nếu mà phúc mà còn thì họ sẽ nghiệp chướng tiêu trừ và được khỏe mạnh trở lại, với con với cháu sống thêm 5-10 năm, thậm chí 20-30 năm nữa thì quý nhất. Nếu mà mệnh họ hết thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, hướng về các cảnh giới an lành, thậm chí là các cõi Phật, tịnh độ mười phương, vân vân. Đó. Rồi ở đây nữa lại nói là 6 thì cầu không có tai họa về nước, lửa và thú dữ. Người mà đọc tụng bộ kinh này thì tai họa về nước, lửa và thú dữ thường không xâm hại được người đó. Thì cái này á, cái nước, cái lửa và thú dữ. Nước và lửa thì tôi chưa chứng minh, nhưng thú dữ thì có rồi. Thú dữ có rồi. Ngay có câu chuyện là ngay ở chùa chúng ta thôi, ở chùa Tản Viên, mấy hôm Tết, từ hôm 30 Tết, 29-30 Tết, các vị biết không? Ở trên nhà tổ chùa Tản Viên đó, có 4-5 con rắn, 6 con rắn, 4 con rắn xanh, 2 con rắn trắng. Nó cứ vào trong nhà tổ nó ở thôi. Nó cứ cái cành đào cúng Phật là nó leo lên, nó ở trên đó. Rồi ở trên nóc, 2 con rắn trắng thì ở trên nóc nhà tổ. 4 con rắn xanh thì cứ cành đào là nó quấn ở trên đó. Bắt nó đi rồi nó lại vào. Thế tôi mới lên tôi thấy các đệ tử tôi nói thì tôi mới thấy lạ. Và 1-2 con thì còn thấy được, nhưng bây giờ 5-6 con như vậy là có vấn đề. Tôi lên tôi lấy Phật lấy tổ và tôi nói rằng ấy, ở đây lâu lâu rồi tôi không lên được, vì tôi đang bận xây dựng ở dưới chùa Khai Nguyên, tôi không lên được. Nhưng mà nơi đây là tôi trụ trì, tôi còn sống ngày nào thì cái chùa Tản Viên này vẫn là tôi trụ trì, cho dù tôi không ở đây. Các quý vị có gì thì phải, có gì thì phải nói, chứ không có được tự nhiên cứ vào để dọa, để khủng bố những người đi lễ. Như Phật tử của tôi được, đệ tử của tôi được, ngày Tết Phật tử đến lễ chùa rất đông, các ông ở trên cành đào. Không cái Phật tử mà già tối mắt đi vào lò mò dâng lễ vào, sờ vào nó mổ cho một cái thì chết toi. Thế rồi thôi, đây ở đến ngày hết hôm nay thôi, đến tí nữa cho người bắt các vị ra đem ra ngoài, ở ngoài rừng, chỗ các vị là ngoài rừng. Ngày xưa tôi lên nhận cái chùa này là có giao khoán rồi. Tất cả cái khuôn viên tôi xây dựng đến đâu thì nơi đó là nơi cúng Phật và nơi thờ Phật và nơi cúng chư tăng hành đạo. Nơi của các quý vị ở là nơi nào không có xây dựng, không có bê tông, nơi nào có bê tông, có gạch, có vữa thì nơi đó là của chư tăng và của Phật. Còn nơi nào không có gạch, vữa và vôi cát, các quý vị ở thoải mái. Chúng tôi ra xin phép các quý vị đi sẽ để ý, không có dám đạp lên các quý vị, bởi vì trên núi nó nhiều rắn lắm, xanh vàng đỏ trắng nâu đen đều có cả. Tôi nhắc lại cái lời hứa của tôi ngày xưa, tôi bảo với các quý vị, và tôi nói với các quý vị là khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho ở nơi này thì lâu lâu rồi con không về. Thôi thì mấy hôm Tết thì về trên này, nhưng mà cho dù không về thì con vẫn là trụ trì. Cho nên ạ, kêu tên các vị thần Na Già, thần Na Già tức là thần rắn á, kêu tên các vị thần rắn, nói rằng các ông cai quản binh lính của các ông như thế nào mà để cho nó vào cả cái chỗ ở trong chùa, leo lên cả chỗ thờ phụng, nó ở như này nó khủng bố các sư, khủng bố các đệ tử của tôi, làm cho hoang mang tinh thần đệ tử của tôi là thế nào. Mà ngay ngày hôm nay ông phải gì, ông phải quản lý cái đội quân của ông. Tôi thì tôi chiều nay tôi cho người đem ra ngoài rừng và không được cho vào nữa. Thế là từ hôm mùng 3 Tết cho đến hôm nay có con rắn nào vào trong nhà nữa đâu. Hết rồi. Đó cho nên các quý vị biết những cái chuyện tâm linh nó nhiều cái nó chúng ta không thể nào dùng lời nói để diễn tả hết được. Vì ở đây trong kinh này tôi nói kể câu chuyện đó mới xảy ra hơn tháng nay như vậy,
để chúng ta thấy rằng ở đây nói rằng nơi nào có đọc tụng bộ kinh này thì cái nạn về nước lửa và thú dữ thì trong đó có cả rắn rết và bọ cạp vân vân, trong kinh này nói rồi. Và đặc biệt là ngày xưa ở trên chùa Tản Viên là vắt nhiều lắm các quý vị. Tôi ngủ đêm mà tự nhiên là cứ nghe nó buồn buồn cái chân. Tôi thì lại sợ vắt. Ngày xưa tôi sợ vắt lắm. Thế ngủ đêm tự nhiên nghe buồn buồn cái chân, tôi sờ xuống nó cắn no hết cái chân rồi. Có hôm thì gì? Ngủ đêm mà nghe trời mưa thì nó mới nhiều. Mới lên thì mình chưa biết. Mới lên đấy thì bắt đầu vừa lên á, làm cái lán thấp thấp thôi, mình không biết làm cái lán thấp thấp. Nằm ngủ thì trời mưa, bắt đầu thì nó lên, nó bò theo cái cột nhà nó có cái cây ấy, nó ẩm ẩm, nó bò theo nó lên. Ngủ ở trên nhà thế này, tự nhiên nghe đau đau ở bên tai này, thế là hóa ra thì anh chui cá vào trong tai, anh cắn mà anh không chui vào sâu trong kia. Ghê quá. Thế là bắt đầu từ đó, ngày đó thì tôi hay tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chưa tụng kinh Địa Tạng. Tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa một tuần. Xong tôi phát nguyện rằng nếu mà tôi có duyên, con có duyên để hoằng dương Phật Pháp, xây dựng chùa chiền ở cái mảnh đất này á, thì nguyện Phật Bồ Tát gia trì và các vị thần linh núi Tản để cũng hoan hỷ gia trì cho. Rắn rết ngày xưa rất nhiều, nhưng mà từ khi mà tụng kinh xong, tôi phát nguyện xong á, cứ nơi nào có xây dựng thì nơi đó các vị đấy phải lánh ra bên ngoài, mà đặc biệt là gì, là vắt. Và sau rồi hôm đó tôi nói nữa, tôi bảo luôn là gì, hỡi các vị á, các vị từ giờ trở đi những cái nơi nào mà đất đá gạch cát xây nhà xây cửa đến đâu thì nơi đó là nơi cúng Phật với chư tăng, còn ở ngoài bìa rừng ngoài suối các vị cứ ở vô tư thoải mái. Nếu mà tôi ra đó các vị cắn tôi thì vô tư, nhưng mà đừng có bò vào nhà để cắn tôi nữa, tôi ngủ đừng có leo lên mà cắn tôi nữa. Thế là từ ngày đó trong cái phạm vi xây dựng tự nhiên vắt ra đi đâu hết, nhưng mà ra suối chỉ cần bước ra suối một tí thôi á, ý rằng một chân phải có đến 5-10 con. Đấy. Các cụ không tin, cái mùa mưa này lên mà xem. Các vị đi ở trong cái phạm vi của chúng tôi xây dựng bất cứ chỗ nào, đi vô tư. Nhưng mà ra suối chỉ cần ra khoảng độ 3 phút thôi, các vị vào ít nhất chân của các vị ít nhất phải có 5-10 con. À, thậm chí là cái vắt lá nó còn thì nó cắn lên cả trên người nữa cơ. À, nghe mát mát mà nó cắn không như đỉa nó cắn thì nó còn đau. Vắt nó cắn cứ mát lịm không cái gì cả. Bây giờ chúng ta nghe ngứa ngứa thì nó no rồi. Ghê lắm. À, nhất là cái vắt xanh vắt lá nó ở trên cây nó nhảy vào chúng ta luôn. À, nó nhảy như con sâu đo ấy. Đấy, vì nào chưa biết vắt như thế nào thì hôm nào lên chùa Tản Viên ra suối nhá. À, ngày xưa nhiều lắm. Đó, cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng đọc tụng kinh điển mà chúng ta nhất tâm thì nó sẽ tiêu trừ được những cái tai nạn đó. Rồi bảy là cái sự tốt đẹp. Các sự tốt đẹp sẽ chẳng bị hao tổn. Tức là cái công đức phúc báo mà chúng ta trồng được, làm được thì nó không bị hao tổn, mà càng ngày nó càng một lớn thêm. Và ít nhất nó cũng giữ được, nó không bị mất đi. Tám là chẳng bị mộng mị, lìa hẳn các ác mộng. Tức là thường là gì, ngủ thì ngoan giấc, nằm xuống một cái là kéo gỗ luôn. Kéo gỗ là gì? Kéo gỗ thì sợ lắm. Thế cái này là do cái cơ thể, cơ địa của mỗi người thôi. Nhưng mà người đọc tụng bộ kinh này thì thường không hay mộng mị những cái giấc chiêm bao xấu ác. À, không mộng mị những giấc chiêm bao xấu ác. Mà thường nếu có nằm mơ đi thì thường mơ thấy gì, giấc mơ lành, giấc mơ tốt, khiến cho mình không bị hoảng loạn, khủng bố về tinh thần, không bị sợ sệt. Nếu trước hay bị mơ thấy giấc mơ xấu, mơ ác á, thì đọc tụng bộ kinh này dần dần cũng sẽ hết. À, có mấy bạn sinh viên đến nói với tôi là toàn mơ thấy rắn thôi, toàn mơ thấy ma thôi, toàn mơ thấy đánh nhau với ma, mơ thấy rắn độc rồi các thứ, mơ thấy hổ lang sải báo thú dữ nó đuổi nó cắn thôi, mà sợ lắm. Thì bắt đầu tôi trong khóa tu trong năm cơ, khóa tu tháng 11 cơ, tôi bảo cái bạn sinh viên đó về phát nguyện ăn chay trường đọc tụng 21 ngày bộ kinh này. Thế cái cháu đó ngỡ ngàng, cháu bảo á,
phải ăn chay trường mới đọc tụng và thấy ăn chay trường đọc tụng được thì nó mới tốt. Đặc biệt là chúng ta muốn phát nguyện ngắn thì phải ăn chay trường. Muốn phát nguyện, muốn cầu nguyện một cái việc gì đó mà nó nhanh, nó gấp thì chúng ta ăn chay trường, và đặc biệt là không ăn năm loại tanh hôi cay nồng, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Hành nhá, hẹ nhá, tỏi, kiệu và hành tây, năm loại đó đặc biệt là không ăn và không uống rượu. Khi đọc tụng bộ kinh này, lập đàn tràng, lập đàn được thì tốt, mà các cháu sinh viên nó không lập đàn được, tôi bảo con cứ múc 7 chén nước hoặc 1 chén nước được, sinh viên thì tôi bảo 1 chén nước cũng được, đặt lên trước cái bàn học của con này, để một cái ảnh địa tạng ở trên cái bàn học của con, là khung nhỏ nhỏ để cái ảnh địa tạng trước bàn học của con, và con ngồi cũng giống như con học bài, con đọc nhỏ thôi, đừng có khiến cho các bạn ở bên, ở giường bên cạnh ảnh hưởng. Nếu như các bạn ở bên cạnh không tín mộ Phật pháp, không đi chùa như con, đọc như con đọc sách, như con học bài. 21 ngày làm như thế, một khi đọc xong một cái thì nếu mà sinh viên đó thì không bảo để chén nước qua đêm. Sinh viên tôi bảo là con cứ lấy xong hết cả cái đó, con lấy cái chén nước con uống và con bôi lên toàn bộ mặt mũi thân thể của con, một nửa và một nửa con uống. Đến 14 ngày sau nó điện lên cho tôi, nó bảo rằng bạch thầy, là 2-3 hôm nay là con không mơ thấy cái giấc mơ như trước đây. Trước đây cứ nằm xuống là mơ giấc mơ nó cứ tương tự như vậy, toàn thấy là ma và thấy các loài thú dữ đuổi cắn và đánh nhau với ma thôi, sợ lắm. Nhưng tụng kinh đến ngày thứ 14 thì 2-3 ngày không thấy nữa, tức là khoảng 10 ngày, 11 ngày sau thì vẫn thấy, nhưng sang ngày 12-13 mà cái không thấy nữa. Và tôi bảo con cứ tụng tiếp cho hết 21 ngày đi. Và từ đó cho đến khóa tu vừa rồi, tôi gặp tôi hỏi rằng á, thế nào dạo này còn hay đánh nhau với ma không? Nó cười, nó bảo là bạch thầy, từ ngày đó cho đến bây giờ con không bao giờ chiêm bao thấy ma hay thấy là thú dữ đuổi cắn, đuổi bắt và đánh nhau với con nữa. Đó, cho nên ở đây trong kinh nói là đúng là như là trong kinh nói là đọc tụng bộ kinh này điều thứ 8 là không bị mộng mị và lìa hẳn các ác mộng. Nên chúng ta khi mà đọc tụng chúng ta phải nhất tâm cơ, phải một lòng niềm tin chân chính vào thì mới được. Điều thứ 9 là lúc ra vào đều có các thần hộ vệ. Vì sao? Vì sao các vị mà nhìn thấy các sư mà tu hành lâu năm á, mà tu hành tốt á, thì các vị đến nhìn thấy vị đó các vị cứ sợ họ. Có một cái gì nó toát lên từ trong người mình cứ sợ. Vì sao chúng ta sợ? Vì bên cạnh họ có rất nhiều thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần gia trì, vậy cho nên chúng ta gì? Chúng ta mới sợ. Rồi 10 là thường gặp được các nhân duyên chính đạo, tức là thường gặp được thầy hiền bạn tốt. Nếu các quý vị phát nguyện đọc tụng bộ kinh này một cách chân chính, thật thà, nhất tâm, thì các quý vị đi đâu thì cũng thường gặp được thầy hiền bạn tốt để giúp đỡ mình, giáo hóa cho mình và hộ trì cho mình. Đó, cho nên ở đây nói là thường gặp được nhân duyên chính đạo, thì tôi nói cho nôm na dễ hiểu là thầy hiền bạn tốt cho chúng ta dễ nghe. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói, rồi trong kinh á, cái vị Kiên Lao Địa Thần lại nói là kính lạy Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào ở đời này và đời sau nghe được và làm theo đúng như lời con nói thì công đức lợi ích như con vừa trình bày. Tức là Kiên Lao Địa Thần phát nguyện và nói với Đức Phật cái điều đó. Rồi á, tiếp theo Kiên Lao Địa Thần lại nói rằng kính lạy Đức Thế Tôn, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ trong nơi ở của mình mà có bản kinh này. Bản kinh này là bản kinh nào? Bản kinh này tức là bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, hoặc các bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của những vị pháp sư khác dịch giả cũng như thế tương tự. Đó, chứ không phải là phải bản kinh này đâu. Nguyên bản kinh này, còn bản kinh Địa Tạng khác không có công năng như thế, không phải. Miễn là bản kinh Địa Tạng được dịch đúng. Đó, được dịch đúng với bản ý của Phật. Được phiên dịch, được ấn tống đúng với bản ý của Phật, của Bồ Tát.
thì như nhau không có khác.